kìa. Lan, 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 Lan ơi, Lan, Lan, biểu, biểu, biểu. Sao, sao, sao vụ gì, gặp vụ gì mà gọi điện qua gấp vậy? Ôi, em bị ảnh. Nói mẹ bé cái buồn. Ám sát làm sao? Khổ quá. Em đã chứng kiến một vụ thanh trừng. Thanh trừng sao? Tức là cái bọn đàn em ý, nó không bắt được em về cho đại ca nó. Thế là bị xử luôn. Em còn nghe thấy rõ ràng cả tiếng súng nổ cơ. Cái gì? Có cả tiếng súng nữa cơ. Ê, không, ông ơi, nguy hiểm quá, nguy hết hồn, khổ quá, chết nguy... rồi, bây giờ mà nó bắt em để bịt đầu mối thì làm nào? Bây giờ sao? Xin ra. Bây giờ như này nhá, em phải nghe chị, em tuyệt đối không được đi ra khỏi nhà. Đúng rồi. Nếu như mà có điện thoại, số lạ gọi đến, tuyệt đối không được nghe. Đúng rồi. Phòng khi nếu như bọn chúng giả vờ làm hàng xóm để tiếp cận mình thì cũng không được. Chưa? Đúng rồi. Ê, mà nó nghe. Hả? Có làm gì làm. Nhớ là phải cơm nước cho chồng con đàng hoàng nghe không? Chị bị điên à? Cơm nước cái gì mà cơm nước? Giờ này rồi mà còn cơm nước nữa. Lỡ đâu ra mình đi chợ rồi mình cứ bị làm sao? Mình chết ra đấy thì sao? Rồi để cho mấy ông lấy vợ mới à? Bây giờ hơi thế biết nữa. Cho chị nghĩ ra. Đến cái mồm tôi. Nghe nữa. Chị nhớ ra rồi. Không may mình bước vệ sĩ đi. Được không? Cái gì? Vệ sĩ luôn á? Ừ. Vệ sĩ là như nào? Vệ sĩ được đấy. Nếu như mà mình đi chợ thì cũng có sẽ người có sách đồ dùng. Nếu như mà mình phải ăn một cái món gì đó thì cũng có người thử cho mình biết là có nguy hiểm hay không. Đúng. Thậm chí nhiều khi đi tắm mà cũng có người đứng canh gác ở ngoài cửa nữa đấy. Mày à? Hả? Đi tắm mà đi canh gác là hơi bị căng thẳng đó nha. Ông Mạnh ông giết chết á. Sao đâu? Tầm này ấy, là em không có quan tâm gì đến ông Mạnh nữa. Nhờ em làm sao thì sao? Tốt nhất là cứ thuê vệ sĩ đi. An toàn của mình là trên hết. Đúng. Yo. Anh, em để ý nha. Mấy bà vợ giờ này thoải mái cho tụi mình lắm. Ừ. Quỷ này nói xong em mới nhớ nha. Vợ em giờ này tự nhiên cái nó thoải mái em cực kỳ luôn nha. Muốn đi giờ nào cũng được, muốn về giờ nào cũng được. Đó, mà đặc biệt nha, em để ý mỗi lần gặp nhau với bà thì thào gì đó, như đang suy tính vấn đề gì đó, nguy hiểm cái chỗ đó đó. Nhớ xưa mình mới quen nhau, em ăn em nói ngọt ngào dễ thương, cho nên anh mới bị lường, mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng. Ghê thiệt. Em đang nghĩ các bà vợ đang suy tính chuyện gì đó. Ôi có gì đâu suy tính ông ơi, mấy ông thiệt tình đó, tôi nói nè, vợ của anh ở nhà đó nha, bây giờ là không có quần áo xỉ xa xỉ soạn nữa mà chỉ ở nhà nấu cơm và lo cho chồng mà thôi. Gì? Ôi trời, vậy luôn à? Chứ sao? Vậy anh là số 1 gì nữa đó. Vô cho anh Mạnh không, là... không sai là không về đúng không? Vô.